nay tôi giới thiệu với các bạn một cái thẻo câu cá nục. Nguyên liệu là những cái này: giấy gói kẹo, bao cà phê, đấy, gói kẹo, bao cà phê, lưới câu và lông gà. Cá nục thì thích những cái thứ lóng lánh và rung động mạnh. Đấy, chừng này thôi. Cắt cho đẹp một tí rồi nó giống cái mũi con tôm. Chỉ cần được hai chiếc lông gà như thế này. Nếu ta mắc mùi, ví dụ mùi thịt cá hay cái mổ dâu con mực vào đây thì ta sẽ không câu được cá nục, mà ta chỉ câu được cá hồng, các loại cá khác nó ăn thế. Cá nục đi từng đàn lớn ấy, mà nó rất đều nhau tăm tắp như con cá đối ấy. Khi đã gặp được đàn cá nục thế nên ta cũng ước lượng được cái chỗ mà ta câu cá nục nó to hay bé để có được cái lưỡi câu nó vừa phải. Đây tôi dùng cái loại trung bình tôi hay câu, lâu rồi không câu nhưng mà vẫn nhớ cái cách làm như thế này. Hôm nay ăn món cá nục đây nhé, ta dùng cái dây câu cỡ này là vừa này, 14 bao, 0,4 là vừa rồi. Cắt lên một đoạn chừng 30 phân. Một nó vào. Sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, cho nó dính chặt cái này vào đây, tuột ra được, siết lại. Nắm như thế này. Thường người ta cái thẻo câu cá nục, người ta những dân câu nhà nghề câu kiếm ăn kiếm cá đấy, người ta cái thẻo dài 3 mét và có tới 10 đến 20 cái lưỡi câu như thế này. Nhưng mà tôi câu chơi chỉ
Thông thường tôi chỉ dùng có 5 lưỡi như thế này thôi. Bây giờ là cách buộc những cái lưỡi câu này trên thẻo câu. Cái thẻo dây câu của tôi thì tôi thông thường tôi chỉ dùng từ 1,5 m đến 1,5 m thôi. Đấy, mình không ném giỏi lắm. Người ta ném giỏi, ta ném 3 m. Nhưng mà dài quá mà chưa thạo là nó dễ rối dây câu ở cuối thẻo này. Để ném ra thì ta sẽ dùng một cái viên chì như thế này. Đấy, để buộc vào. Nhưng trước khi buộc viên chì vào, ta để cách ra khoảng 30 phân đây. Là cái chỗ mà ta sẽ buộc cái lưỡi câu này vào. Thế khi buộc thì buộc như thế này. Cắt lại. Xoắn lại thế này, ta luôn cái sợi cước của cái lưỡi câu qua. Ta kéo lên để cái này chỉ từ 15 đến 20 phân thôi, không để nhiều, để nhiều quá để cho ngắn vào một tí khi kéo ra thì vừa, để dài quá nó dễ rối. Cái con cá nục nó rất khỏe, nó thường nó chỉ từ 2 lạng, thế nhưng mà cũng có khi chúng cái đàn nó con 4-5 lạng, nó khỏe hơn con cá nước ngọt rất nhiều. Một như này. Chỉ 5 vòng là đủ. Siết chặt vào nó vào cái nút này, không bao giờ nó tuột đi đâu được cả. Ta lại tiếp tục làm vậy với tất cả các lưỡi câu. Rất đơn giản. Ta buộc cái viên chì này vào cũng buộc như buộc lưỡi câu thôi. Tốt rồi, cái này thì không cần cắt sát quá. Ta bố trí suốt dọc cái thẻo từ 5 đến 10 lưỡi tùy theo khả năng của mình.